Trong mùa dịp Tết này. Bây giờ Út Ngọc kính mời cả nhà cùng theo chân Út Ngọc để chúng ta cùng xem những phần cô chú bác chuẩn bị cho khâu đổ bánh xèo nhé. Và giờ đây thì Út Ngọc sẽ qua bên cái khu mà chúng ta xay gạo thành bột để đổ bánh xèo nha cả nhà. Và đây là thao gạo. Thao gạo xay. Dạ. Đang xay bột. Dạ. Và đây là chú Tám, người đại diện để làm bột xay bánh xèo. Và Út Ngọc cũng có đôi lời hỏi chú Tám. Dạ, con chào chú Tám. Dạ. Thành lập cái đoàn này thì bữa ngày 29 có vô chụp mặt chiên đó là lần thứ nhất. Dạ. Yeah. Từ đó sau thì về Vĩnh Giá, Tân Trụ, Long An, đó. Vậy giờ Gò Tháp, rồi qua Long Xuyên, đó. Rồi, nha bữa nay thì có mở cái từ thiện ở tại nhà của ông Út. Tại nhà ông Út đó về là chiên 2 ngày 14 gram là 2 ngày ở tại nhà của ông Út đó, bến đò cho mới. Dạ. Cũng thay mặt trưởng đoàn Tám Lôi phục vụ mà từ thiện, bánh xèo từ thiện là không gần xa hoặc là ở trong và ngoài nước cũng thấy cũng là các mạnh thường quân thì cũng có đóng góp đó, cũng làm một cái để mà đóng góp để làm cái video này để mà thực hiện để từ thiện là bắt theo từ thiện của xã Cái Nang của mình. Dạ, con cũng xin hỏi chú Ốc, chú Tám, con cũng xin hỏi chú Tám là cái tinh thần nào mà mình có thể làm việc này, và chú đã tham gia nhiều chương trình ở nơi đâu? Dạ, làm chương trình thì ở
tại xã Cái Nang là chương trình thành nhất đó, là mở buổi ban đầu là ở tại xã Cái Nang đó, đó huyện An Phú, tỉnh An Giang đó, rồi bắt đầu là mới sau đó thì mới đi vô trong chùa Phật đó, là chiên một lần đầu. Mà tại vì mình có cái tấm lòng từ thiện đó, cho nên cái hả mình mới làm được. Dạ con cảm ơn chú. Và đây là quá trình mà chú đang làm gạo để đây xây bột. Vậy thì hiện tại mình xây bao nhiêu ký gạo hả chú? 25 ký. Dạ tổng cộng là 25 ký. Tổng cộng 25 ký. Dạ. Dạ con cảm ơn chú. Và đây là máy mình xay gạo thành bột để chuẩn bị cho khâu bột bánh xèo nha cả nhà. Và đây thì ông Ngọc xin chuyển sang chuyển sang nơi mà chúng ta xay dừa để lấy nước dừa nha cả nhà. Và đây là mấy chú có máy để chúng ta có thể xay ép nước dừa đây. Chú Tám nói gặp gì đâu rồi. Dạ. Cái này mình bột vụ chung của đàn chú Tám á, Tám Lôi. Dạ. Rồi bà con nào có hỗ trợ thì mời anh em coi chỗ nào anh em tôi cũng đi hết. Dạ. Ông Nguyễn, Gò Tháp, ông Võ Chân Dương, chỗ nào cũng đi hết. Dạ. Bà con cũng ủng hộ dùm bà mới ra nó hơi chút xíu. Có gì ủng hộ đàn tôi đi đâu mời lại đi hết. Dạ, con cảm ơn chú. Hiện tại thì mình sẽ ép bao nhiêu ký dừa hả chú? Này là 140 trái dừa. Dạ. Sáng giờ là mình đã làm được. Sáng giờ này mới có 3 trái, 2 ngày là 140 trái dừa. Dạ, vậy là mình đoàn mình làm 2 ngày hả chú? 2 ngày 14 gầm. Dạ dạ dạ. Nhà chú. Dạ. Phải cho bà con ta ăn. Dạ. Và đây là cái máy ép nước dừa nha cả nhà. Và những cái thao này là thao mấy chú sáng đã xay dừa, và bây giờ là tới cầu ép. Chào bà con, có ai có mời đâu là ủng hộ. Vậy làm cái xào nó mới ra, nó đang rất thiếu. Dạ dạ dạ, con cảm ơn những chia sẻ của chú. Và giờ đây thì con chào chú nha. Con xin di chuyển về hướng của các cô để chúng ta xem những cái lúc mà các cô sẽ chuẩn bị về những cái phần rau để đãi bà con. Và đây là những cái phần rau và những cái nhân ra thành phẩm rồi nè cả nhà. Đây là nhân nha cả nhà. Nhân để làm sẽ làm từ cà hủ và rất là nhiều rau củ quả. Đây là chỉ mới một phần nhỏ thôi. Còn đây là những tất cả các loại rau chúng ta sẽ ăn kèm với bánh xèo. Đây là mới có 2 thao nhỏ thôi. Và giờ đây Út Ngọc xin di chuyển vào bên trong bếp để chúng ta xem những cái thành phẩm tiếp tục rau củ. Giá, cà rốt. Và đây khi mà xào xong là cả nhà. Các cô chú đang làm rất là nhiệt tình và rất là vui vẻ. Và giờ đây Út Ngọc xin di chuyển tiếp vào bên trong để chúng ta xem các cô. Và đây là sau khi mà Út Ngọc đã quay trước, và giờ đây Út Ngọc xin vào bên trong bếp để xem các cô chú đang chuẩn bị những khâu gì tiếp theo nha. Và đây là thùng nước tương nè cả nhà. Và các cô đang vào nước tương trong bịch. Nơi đây thì các cô sẽ chuẩn bị rau củ quả và rau thành phẩm cho mình rất là nhiều.
rau củ sắn, rất là nhiều thứ. Và Út Ngọc sẽ hỏi mấy cô một vài điều để chia sẻ về cảm nhận mà khi chúng ta có tinh thần để làm như thế này. Dạ. Chào anh Năm. Khỏe không? Dạ, con khỏe. Ừ, bữa nay mà Năm lại gia đình con đừng để mà làm đồ đó mà mình cho mấy thèo á con. Dạ, vậy cho con hỏi bà Năm là bà Năm có tinh thần cao và cái động lực nào thúc đẩy bà khi đến đây làm ở bà Năm? Thì phải có cái động lực mới là làm được con. Bà nhìn con nè. Bà nhìn con đi. Bà Năm có động lực. Dạ. Gia đình đang làm con. Vậy bà Năm có thường xuyên làm những cái công việc như thế này không? Thì làm hoài đó con, đứng nhà gia đình con làm là bà Năm tới à. Dạ, thì mình sẽ làm vào những ngày nào bà Năm? Thì mấy cái ngày rằm rồi đấy con. Rằm 9:30 rồi đó. Dạ. Là bà Năm lại gia đình đó, bà Năm làm. Dạ. Bà cảm nhận như thế nào khi bà đến gia đình con? Cái gia đình của con là coi như là đàng hoàng rất tốt. Là gia đình con là coi như là khỏe thắn mà không biết mệt luôn á. Dạ. Dạ mà con không biết bệnh đó con ơi. Dạ con cảm ơn những chia sẻ của bà. Qua nay coi coi không gặp mặt. Dạ. Đâu ngày qua nay không gặp mặt. À hôm qua đi mà. Và đây là tất cả các rau củ nha cả nhà. Có một số thì các vị ở nơi xa người ta sẽ gửi đến cho mình tại người ta biết mình làm bánh xèo. Còn một số thì được chợ riêng. Quá thằng hậu luôn, bên khâu nào tôi có khâu. Bởi vậy nơi đây thì mấy cô sẽ làm nước mắm, tại nước mắm vào bột. Và chúng ta một hồi thì Ngọc sẽ quay cái cảnh ra vào rau để cho bà con. Nói cho qua cái chảo mà chị nói. À, kính thưa cả nhà thân mến, thì Út Ngọc đã quay cho cả nhà xem về cái khâu mình đã làm buổi sáng. Và giờ đây là khâu chuẩn bị đã xong. Và bây giờ Út Ngọc sẽ di chuyển máy để cho cả nhà xem về những chiếc bánh sắp được ra lò. Và đây là những chiếc bánh được ra lò đây cả nhà. Và đây là những chiếc bánh mới ra lò đây cả nhà ơi, những chiếc bánh đầu tiên cho buổi gieo duyên với bà con. Bánh xèo của em rất là nóng giòn, rất là ngon, rất là đậm đà, niêm nếm rất là có hương vị, rất là dễ thương. Nay ngày 14 tháng chạp, đoàn từ thiện bóng đơ Vận Đạo có chiên bánh xèo từ thiện cho bà con xóm riêng tình làng nghĩa xóm mình đậm tình thương nến thương. Cho em hỏi anh vài câu nha. Thì anh mình từ đâu đến đây anh? Mình có gần nơi đây không? Từ xã Cánh An, huyện Phú, tỉnh An Giang, đoàn từ thiện xã Cánh An, huyện Phú, tỉnh An Giang. Dạ, vậy là mình đến từ vậy là mình đến từ nhóm từ thiện Khánh An. Và nhóm mình có đi đãi thường xuyên ở khắp mọi nơi không anh ha? Có được khách mời nào mà ai mời cũng đi. Có người điện thoại mà nào mời. Dạ, và anh có cái động lực nào để mà mình đi gieo duyên bánh xèo với bà con như thế này? Mình có cái tâm gieo duyên, có cái tâm mong muốn là sau này đi làm từ thiện. Có tâm vô làm mới được, có tâm mà làm mới được bỏ cuộc. Dạ, đúng rồi anh, dạ. Để bánh xèo mình ngon đó nghe nè. Và đây là những cái bánh xèo mà anh Sĩ ra đầu tiên nè cả nhà. Rất là ngon, rất là đẹp mắt và rất là đẹp. Và một cái điều đặc biệt đó là những chiếc mâm quay như thế này, những chiếc chảo quay tròn như thế này để ra sản phẩm. Một mâm như thế này là 10 cái. Cả nhà cũng thấy được rất là đặc biệt. Và tinh thần của các vị nơi đây làm rất là cao nha cả nhà, khi mà chúng ta ra những cái bánh xèo miễn phí chay cho bà con. Thì anh ơi, một ngày mình sẽ đãi được bao nhiêu cái anh ha? Mình sẽ làm trong bao nhiêu ngày anh? Mình làm trong 14-15. Một ngày đó là mình ra cả 1.500 cái bánh. Dạ, 1.500 cái bánh. Wow, rất là cao, rất là nhiều nha cả nhà. Vậy mình có hay đi đãi lễ không anh ha? Hay là mình chỉ gieo duyên với bà con với những ngày rằm thôi? Đãi lễ bình thường.
lễ bình thường, đại lễ bình thường. Dạ. Rất là cao quý nha cả nhà, một cái tấm lòng rất là đẹp đẽ để cho ra những cái bánh xèo đẹp như thế này. Đây cả nhà cùng Út Ngọc chiêm ngưỡng với cái bánh xèo của anh Sĩ và các vị đồng đạo, anh chị em cô bác. Rất là đẹp. Và chúng ta sẽ có những khâu như là xay bánh nè, và để nhân rồi lấy bánh ra. Đẹp. Bánh này có nhân rồi nè cả nhà. Với những cái bàn tay điêu luyện như thế này thì cả nhà sẽ có một chiếc bánh xèo rất là ngon. Và giờ đây Út Ngọc xin kính mời cả nhà chúng ta cùng chiêm ngưỡng những cái khay bánh xèo này nha cả nhà. Và cái thực sự là Út Ngọc cũng cảm thán cái vị mà có thể suy nghĩ ra để chúng ta thiết kế một cái khay để mà chiên bánh xèo như thế này. Và nó cũng khá nổi tiếng ở miền Tây mình trong đại lễ của cụ Nguyễn vừa rồi. Thì cả nhà nếu như có xem những cái này thì cả nhà cũng biết được. Và hiện tại Út Ngọc cũng đã ở đạo tràng của bác Út để quay lại những cái chiếc bánh xèo để gieo duyên với bà con trong ngày rằm tháng chạp. Và đây là cũng là đoàn từ thiện Khánh An đến huyện An Phú, An Giang. Cả nhà sẽ có duyên đến với những cái bánh xèo và những cô bác anh chị em này vào những ngày đại lễ hoặc rằm ở huyện An Phú và nhiều nơi khác nữa. Lấy nguyên luôn đi, nguyên lại đó đi. Nguyên mâm rồi chứ nữa giả mâm lại. À, và đây là nhân mà chúng ta sẽ để xung quanh để khi bánh gần chín nó sẽ nhạt để vô. Rất là đẹp. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện với chú Hai để xem cảm nghĩ của chú Hai khi làm những ra những chiếc bánh như thế nào. Dạ, con chào chú Hai. Dạ cháu. Dạ, hôm nay thì chú đến nhà của bác Út để làm những chiếc bánh này thì chú cảm nhận như thế nào vậy chú? Có nghĩa là miễn mà mình làm từ thiện thì vui vẻ. Để ví dụ như là mà cho bà con ai nhận được một cái bánh đem về để mà dùng thì mình được phước thiện thêm. Có nghĩa là mình đi làm phước thiện này là cầu cho ba bác gia bác tánh được vạn an vạn thiện bình an, cầu cho là coi như là trong cái đạo tràng này anh em bà con đi mạnh bánh xèo này được là khỏe mạnh, và con cầu phước cho bà con được cái là coi như tiến lên con đường đạo đức, được là coi như là tiến tấn phát tấn tiến để mình là mau là được cái là mà mình mau để đắc đạo để mà mình là trở lại trở với cái cơ chúng sanh. Đời của chúng ta là đời của chúng ta hiện giờ là coi như là đời cái cảnh vô thường, cái cảnh vô thường chứ không có phải là cái cảnh là thường trực ở tại chỗ được. Khi gì khi khác, khi mai gì mốt khác chứ đâu có phải mở một chỗ một được đâu. Cho nên đó là bà con nào mà nhận được cái bánh xèo để mà tự thiện ở trong cái đạo tràng của mà anh Út đây thì mong cho bà con là ráng lo kích thích tu hành và niệm Phật cho nhiều lên, đặng mà trên cái đường đạo đức được mà tấn phát. Dạ, con cảm ơn những lời chia sẻ từ tấm lòng của chú Hai đây. Dạ, con cũng chúc chú Hai thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống trên con đường đạo đức tu hành. Dạ, cảm ơn. Nam Mô A Di Đà Phật. Chú Tám đang đổ những cái bánh xèo ra đây cho cả nhà mình. Rất là điêu luyện và những chiếc bánh này rất là đẹp. Chú Tám cũng là trưởng đoàn của đoàn bánh xèo này nha cả nhà. Cả nhà nếu có liên hệ với chú Tám thì có thể liên hệ với Út Ngọc để có thể liên lạc qua với nhau để đem những chiếc bánh xèo này đến cho cả nhà của mình. Các bạn
Giờ đây thì từ từ cũng đã có khách đến, và trước đó thì cũng đã có nhiều người đến để xin những phần bánh xèo để giao duyên với nhà thuốc nè, và những nơi có các vị làm từ thiện nữa nha cả nhà. Bánh xèo này đi cũng rất là nhiều nơi ở trên huyện An Phú. Thật là một việc rất là ý nghĩa, và Út Ngọc cũng mong cả nhà khi xem video này để chia sẻ ra cho tất cả các vị đều thấy những công việc ý nghĩa của đồng đạo cùng các cô bác anh chị em làm từ tấm lòng của mình. Rút luôn đi. Không sao đâu. Cũng phải bị chứ gì đâu. Ẩm quá rồi, nó hại quá rồi. Khỏi đây, nghỉ đi. Ra áo rồi, đưa ra. Tinh thần cô chú khi làm từ thiện rất là vui phải không cả nhà? Đây là một cái tinh thần mà ai cũng mong muốn có để chúng ta có thể có sức lực và tinh thần để khi làm từ thiện như thế này. Đây là thao nhân đây. Mỗi một cây như vậy chúng ta sẽ có một thao nhân. Tiếp theo Ngọc sẽ di chuyển vào bên trong nhà để chúng ta xem các cô khi ra thành phẩm như thế nào nha cả nhà. Nơi đây thì các cô sẽ vào rau, vào bọc. Và đây là những cái thao rau mà khi sáng Ngọc đã quay cho cả nhà mình xem, nó chưa có xong. Bây giờ nó xong rồi nè. Rau rất là ngon luôn nha. Không có đi. Nước mắm đã được vô bọc sẵn. Khi bánh chiên xong thì chúng ta sẽ được xem bánh di chuyển đến nơi đây. Mấy cô sẽ vào hộp vào bọc và cho ra thành phẩm để đem đến cho bà con mình. Có một cô xin rồi nè cả nhà. Và rất là nhiều nha cả nhà. Trước mắt thì chúng ta chưa thấy nhưng mà đã soạn sẵn hết tất cả. Nhiều nơi người ta đã đặt rồi. Vui quá. Mà Năm ơi, vui không mà Năm? Vui. Vui Ngọc ơi, quá vui rồi Ngọc ơi. Tháng nào cũng làm nha bà Năm. Vui là ngoài không chán. Tháng nào cũng dạ. Tháng nào cũng tới đậu tràng của bác Út mình làm nha bà Năm. Sao bà cự không bà Năm? Tinh thần của mấy cô rất là vui và cả nhà. Dù mấy cô đã lớn tuổi nhưng mà góp không ít công sức để đến mà làm. Vừa qua là có quá trình mà Út Ngọc đã quay cho cả nhà mình xem về những cái công đoạn và những cái bánh được ra như thế nào. Và giờ đây Út Ngọc xin kết thúc video. Chúc cả nhà xem video thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hưởng một cái Tết thật là an lành với gia đình.